Ai ngủ đấy? Con. Nhật MInh. Hả? Nhật MInh. Nhật MInh ở đâu? Nhật MInh trong máy. Đã ra chưa? Đang ra rồi. Ra hôm qua rồi. Đây là gì hả? Nhật MInh. Ừ. Bây giờ chúng ăn đi ở đây thôi. Bố đang là bố ăn tắm. Bố ăn đi. Bữa nào bạn chưa ra đúng không? Ra rồi. Đó. Đây. Thế là con làm gì đấy? Con nghe nè. Hả? Con nghe. Con đang mở cái gì? Con nghe nè. Nghe âm nhạc. Nghe âm nhạc, ăn vào cái gì? Con nghe âm nhạc. À. Thế này tên là gì? Con nghe mở bài này nhé. Người tên là gì? Tôi, một quả bóng màu vàng. Nhưng mà cha có bóng màu xanh không mới mở bằng kim cương nha. Hello anh em nhá. Con muốn mở bằng kim cương đấy nha. Vẫn là của anh chỗ. Ngày dài còn lại một mình nơi đây. Chúng gọi anh ấy chỗ này à? Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa. Chúng gọi con lỗ hay nghe. Người về một cuộc tình đã lỡ. Tìm đã bay theo những cánh chim về đâu. Thank you.
cấm gì cả, nó chơi mà. Tự lưu nghiện mà. Cô chẳng làm gì nhỉ? Đã sao rồi? Vâng. Nó không bắn gì cả, đang chơi mà. Chẳng ra.